Tóm tắt phim Thư sinh xinh đẹp. Phần kết phim Thư sinh xinh đẹp cũng nhẹ nhàng như chủ đề của phim, nói về tuổi học trò và lý tưởng của những bạn trẻ. Bộ phim hài hước, vui nhộn nhưng cũng không kém phần nghiêm túc và có những tình tiết hấp dẫn vào các tập cuối. Tuyết Văn Hy là một cô gái từ một gia đình nghèo khó. Vì nhiều nhân duyên đưa đẩy, cô đã nữ cải nam trang vào học tại Vân Thượng Học Đường, là trường học nổi tiếng nhất Vân Quốc. Cô đã đạt được những thành tựu như những nam sinh ưu tú. Thông qua cùng hợp tác, chia sẻ, thông cảm và nâng đỡ nhau giữa các bạn học, cô đã từng bước trưởng thành và giúp giải được mối oan của cha, đồng thời thực hiện được lý tưởng của cha lúc sinh thời đã phấn đấu mà không may bị kẻ gian hãm hại nên chưa đạt được. Được sự trợ giúp của nhiều người, nhóm bạn Tuyết Văn Hy đã thành công trong việc đưa ra chính sách giáo dục bình đẳng, giúp cho người nghèo cũng như người giàu, nữ cũng như nam đều có cơ hội được đến trường. Mỗi bạn trẻ đều có những nét đặc sắc riêng, đều phấn đấu hướng thiện và hợp tác với nhau để vượt qua những thử thách. Riêng cô gái nhân vật chính thân thể yếu ớt nhưng đầy nghị lực và tinh thần lạc quan, cuối cùng cũng đã tìm được tình yêu của mình. Phim kết thúc khá hài hước với đêm tân hôn của đôi nam nữ chính do Cúc Tịnh Y và Tống Vi Lâm đóng.